Đây là ngày 14 tháng 10 luôn nha, cập nhật là ngày thứ bảy nha. Chị sẽ nói về cái men đường ruột nha quý vị các bạn. Nhìn thấy im không? Và cái dòng mà Microbit 8 Duy đang chia sẻ cho quý vị các bạn. Và đây là một cái vảy tôm trên ao đất, nhưng mà tôm khá đẹp nha. Chúng ta thấy cái đường ruột của tôm là rất là như ý nha. Và cái thế mạnh của Microbit 8 nó là ruột số khỏe, lông to ruột. Và đấy mà ruột to như thế này, và ruột đen đều, phân tôm thì nó sẽ ra màu đen. Ok, và đây là cái bầy tôm trên ao đất. Rồi, ok.